Vừa ăn xong tô bún, cô gái ói không kịp vì trông thấy chủ quán có hành động mất vệ sinh. Có những chuyện mắt không thấy thì tim không đau, bụng cũng sẽ không cồn cào đến muốn trào ngược dạ dày. Giống như cô gái trong đoạn clip dưới đây, khi vừa mới ăn xong tô bún bò, chưa kịp đứng dậy tính tiền thì đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng dựng tóc gáy. Chị bán hàng trong lúc rảnh rỗi ngồi trong quán thì đã lấy một chiếc đũa để gãi đầu. Ôi trời ơi! Chuyện còn kinh dị hơn, khi chị gãi xong thì chị cắm ngược chiếc đũa ấy trở lại ống đũa và yên vị chờ đợi vị khách hàng may mắn. Cô chủ nhân đoạn clip chia sẻ lúc đầu chỉ định quay clip cho vui vì thấy chị gãi đầu nhiệt tình quá. Cho tới khi thấy chị cắm chiếc đũa trở lại thì cả tô bún bò mới vừa ăn đã muốn rủ nhau trào ngược ra ngoài. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến dân mạng không khỏi hoang mang, đồng thời cũng có những chia sẻ dở khóc dở cười khi đi hàng quán giống như chủ nhân đoạn clip. Đang ngồi ăn cháo sườn quẩy, thấy bà bán hàng lấy kéo cắt quẩy cắt bún chân, xong lại để lên túi quẩy như chưa có chuyện gì. Ôi trời ơi! Đợt trước tôi với chồng tôi đi ăn phở, đang ăn thấy bà phục vụ đứng đối diện đằng sau móc mũi trét một cái dĩa lau, rồi xách cái dĩa đi lau bàn. Trước mặt đã như thế thì phía sau hậu trường có thể sẽ đáng sợ hơn. Thôi, tôi chỉ thích ăn món mẹ nấu và thích tự nấu cho ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.